Terima <sweak> kasih telah menonton! Xin kính chào quý vị và chào mừng quý vị đến với chương trình livestream hàng tuần của bác sĩ Vinh Trần từ Los Angeles, California, Hoa Kỳ. À, thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ nói về ăn đậu nành và cái rủi ro ung thư, nhất ung thư vú. Tại vì đây là câu hỏi số 2591 nhưng mà đây cũng là câu hỏi mà chắc là nhiều quý vị thắc mắc là bây giờ mình ăn cái gì nó bớt ung thư hoặc là ăn cái gì thì nó nhiều ung thư. Đây là một cái câu hỏi mà tôi nghĩ rằng là nhiều quý vị muốn hỏi, hỏi bác sĩ, hỏi nhiều nơi thành ra tôi sẽ dành phần lớn thời gian ngày hôm nay sẽ giải thích cho quý vị nghe những cái tin đồn, những cái lời có thể là không có hiểu rõ về đậu nành và dẫn tới đậu on cho đậu nành cũng như là đậu hũ là những cái người hay ăn chay thì trước khi tôi bắt đầu, không biết là quý vị nghe tôi nói có rõ không à? Để cho quý vị biết chắc là chúng ta à, ok, quý vị nhé. Okay. Quý vị chờ tôi tí xíu, tôi post cái link à chủ đề của chúng ta nói chuyện ngày hôm nay trên Facebook của tôi. Ăn à, đậu nằm, có bị ung thư, thank you livestream on YouTube. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem là uh, chúng ta đang ở đâu đây. À, bữa nay tôi phát hiện một điều quan trọng đây, là hôm nay hình như là ngày Quốc tế phụ nữ. <laughs> tôi xin chúc quý chị em phụ nữ, uh, quý vị nào um, tổ chức cái ngày này. À, có một cái ngày lễ thú vị và hạnh phúc bên người thân của mình Tôi nói tại vì thật sự có một số nước không có tổ chức ngày này Và cái nguồn gốc của cái ngày này cũng thú vị lắm Nhưng mà thôi bữa nay chúng ta quên nói về cái đó à, Chúng ta chúc cho quý vị, chị em phụ nữ một cái ngày thiệt là hạnh phúc và dễ thương Rồi bây giờ tôi nói tiếp xíu về đậu nành à, và ung thư vú Tại vì đây là cái chủ đề tôi nghĩ là gây hiểu lầm mà nó nguy hiểm lắm và tại sao? Trong đậu nành nó có một cái chất rất là quan trọng là isoflavon. Chúng quý vị coi cái hình ở đây. Trên đời này nó khổ lắm. Cái gì mà nhìn giống nhau á, là hay bị đổ thừa. Ví dụ như là, ví, tôi nói ví dụ như ai đó nhìn giống tôi hoặc là tôi giống nhìn ai đó. Hoặc là người ta lấy cái hình giả của tôi đi bán thuốc, làm quen, rồi nhắn tin, lừa tình, lừa tùm lum hết trơn. Tại vì nó, nó giống nhau, quý vị hiểu không? thưa quý vị nhìn cái hình này ở bên trái tôi là isoflavone ở bên phải tôi là estradiol tại sao nó quan trọng tại vì đây là hai cái khác nhau hoàn toàn bên trái là cái chất đây nè từ đậu nành từ đậu hũ từ những cái đồ mà chúng ta ăn chay nói chung là thực vật bên phải này là cái hormone estrogen quý vị nhớ estrogen không Estrogen là hormone hạnh phúc của quý ông. Tôi nói tại sao hạnh phúc với ông chứ không phải quý bà? Tại vì estrogen làm cho người phụ nữ đẹp hơn, những cái đường cong nó nó cứng hơn, nó mơn mởn hơn, nó đẹp hơn. Quý vị nào biết mà hết estrogen là hết mãn kinh đó, thì tự nhiên là mọi thứ nó đi xuống, nó sẹp xuống, da nhăn đi rồi những cái gì nó bị theo trọng lực nó kéo, nó kéo dài xuống, Mở cũng mất đi thành ra tôi nói hoài là estrogen là hormone niềm vui của phụ nữ nhưng mà là hormone hạnh phúc của đàn ông thì đây hai cái hormone này nó giống nhau nhìn kết cấu nó giống nhau một bên là từ đậu nành một bên là từ người thì cách đây không lâu có một cái nghiên cứu trên chuột đây tôi thấy cái hình chuột ở đây và khi mà họ cho chuột dùng đậu nành cái này nhiều hơn thì tăng cái rủi ro ung thư và tôi đoán đây là một trong những lý do mà nhiều người trích dẫn từ cái nghiên cứu trên chuột này nhưng mà thương quý vị, xin thương quý vị, chúng ta không phải chuột, Và rất là nhiều người có cái bệnh gọi là trích dẫn nghiên cứu cơ bản từ mấy con chuột, chúng ta phản ứng khác với người và cái rủi ro của chúng ta bị ung thư trên người, nó có nhiều thứ khác hơn. Và chính vì cái câu hỏi này mà mấy chục năm sau rất là nhiều nghiên cứu, này ví dụ này để tìm ra lý do là đậu nành có tăng cái rủi ro ung thư vú hay không và có một cái meta analysis là phân tích tổng quát toàn bộ luôn tôi có để cái link trên cái youtube này và cái nghiên cứu này chỉ ra là no 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 đậu nành không có tăng rủi ro ung thư vú tôi nhắc lại một lần nữa mà nhắc tới nhắc lưu hoài luôn tại quý vị sẽ thấy là ai đó trích dẫn cái nghiên cứu trên chuột mà chỉ vài con thôi Nó nói là tăng ung thư trong khi đây là nghiên cứu trên người và theo dõi rất là nhiều nghiên cứu chỉ ra cái việc tiêu thụ đậu nành không có ảnh hưởng tới ung thư. đây cũng là một trong những câu trả lời tôi cho là uh, bé gái đang vô tuổi dậy thì ăn đậu nành có sao không? bé trai ăn đậu nành có sao? câu trả lời no problem tôi nói nhiều lần lắm rồi là tại vì nó giống nhau nhưng mà nó không có cái receptor của nó, cái isoflavone đó nó sẽ không có kích thích được cái thụ thể của cái estrogen hai cái chìa khóa nhìn giống nhau nhưng mà đút vô không được đó. quý vị lấy cái chìa khóa của thằng isoflavone này đút vô cái ổ khóa của thằng estrogen không có work mặc dù nó nhìn giống nhau tôi nhắc lại nha nhìn giống nhau nhưng mà đút vô chưa có được nó đút vô nó không hoạt động được thành ra nó không có tương tác nhau thành ra cái chuỗi phản ứng từ cái hormone không có hiệu quả rồi cho quý vị thấy luôn đây là cái thông tin chính thức từ hiệp hội ung thư hoa kỳ đó tôi nói cho quý vị thấy luôn american cancer society thì họ nói ở đây là gì là không có bằng chứng gì hết đây họ nói rõ ràng luôn nè là mấy con chuột nó xử lý khác với người hơn thành ra cái tôi lại cái liên ở đây quý vị thấy rằng là cái bằng chứng cho thấy rằng ăn đậu nành hoặc là tiêu thụ đậu nành tăng rủi ro ung thư là không có và những cái đó chỉ là lời đồ mà thôi như vậy cái câu trả lời cụ thể hơn là, gì? là như vậy chúng ta ăn như thế nào khi mà chúng ta ăn uống đậu nành chúng ta ăn vừa phải thôi quý vị nhiều quý vị push tới cái mức extreme là ăn quá nhiều đậu nành cái gì cũng đậu nành hết trơn ai làm tôi nhớ tới cái chuyện mà châu phi lúc mà tôi qua châu phi á quý vị biết không tôi ăn chuối chuối tới mức mà tôi đã nói với bác sĩ minh với bác sĩ đinh là oh my gosh chắc về mỹ là tôi không dám ăn chuối trong một năm mà đúng vậy tới bây giờ tôi vẫn chưa có ăn chuối lại tại vì sao không nghe nào cũng chuối hết nhưng mà cái điểm thú vị á, là bên đó họ làm chuối luộc nè chuối nướng nè chuối hấp nè chuối sấy nè chuối bào nè chuối trưng, chuối nấu canh, chuối nấu cháo, mà đủ thứ loại chuối hết, chuối rừng, chuối cao, chuối già, chuối hột, chuối đủ thứ hết. quý vị thấy không? cái đó thì tôi nghĩ là nó hơi quá mức. nhưng mà lý do tại sao người ta ăn chuối nhiều, tại vì người ta nghèo. còn bây giờ chúng ta, chúng ta không thể nào ăn đậu hũ every day, quý vị ơi, quý vị có thể ăn kết hợp chút xíu đậu hũ bữa nay, rau cải tươi, rồi trái cây tươi, ăn salad, và có thể ăn những cái món khác. nếu quý vị muốn ăn chay, còn nếu ăn mặn thì càng tốt chúng ta ăn cá, chúng ta ăn những cái đồ khác. Như vậy thì cái rủi ro mà chúng ta thậm chí tôi nói ví dụ về những hóc môn như vậy đó nó, nó không có cao. Nhưng mà tôi tôi cũng nói luôn là cái hóc môn isoflavone từ đậu hũ, từ đậu nành nó không có tương tác được với cái thụ thể của estrogen và chính vì cái chìa khóa này đút vô cái ổ khóa không được nó không có work quý vị. Nhớ. Ung thư là một cái bệnh mà thật sự mà nói là người ta dùng rất là nhiều cái đề tài này để hù dọ mà cái hù dọ của những trang web trên mạng là những khiến quý vị sợ sợ quý vị phải đọc tiếp sợ rồi quý vị phải mua cái sản phẩm của họ <laughs> nó vô lý không có nghĩa là ngăn ngừa ung thư mua cái này mua cái thực phẩm chức năng này mua cái thực phẩm chức năng kia giảm rủi ro ung thư ngăn ngừa ung thư tất cả những này là giả mạo lừa đảo hết nó không có bằng chứng nào hết thành ra quý vị đọc ở đâu cũng phải cẩn thận xem cái nguồn của nó từ đâu ra thì cái việc mà những cái trang web chính thống như là Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ quý vị coi hết những trang web chính thống sẽ thấy rằng là cái việc mà ăn đậu nành hoặc là ăn đậu hũ không có gây rủi ro rủ ung thư rồi bữa nay chúng ta sẽ nói tí xíu về những câu hỏi khác quý vị nhé và tôi nhắc lại luôn là quý vị tôi không có tư vấn quý vị đây là một cái cái điểm khác khác biệt nhiều lắm nha tôi chỉ giải thích bệnh thôi giải thích bệnh là sao quý vị đặt câu hỏi ngắn dùm tôi quý vị đặt một câu hỏi một trang là tôi sẽ không có đọc nổi Vì chúng ta dài quá chúng ta mất thời gian cái chủ đề mà tôi nói giải thích ở đây để cho cả trăm cả ngàn quý vị nghe theo cái chủ đề đó mình hiểu hơn mình giúp cho mọi người chứ tôi nhắc lại tôi không có tư vấn một ca trên mạng được tại vì chúng ta tư vấn là hai chiều tôi hỏi quý vị quý vị hỏi tôi tôi hỏi quý vị quý vị thấy không cái này chỉ có một chiều là quý vị thành ra hy vọng quý vị nhớ Đặt cái câu hỏi vào cái chủ đề đó Câu hỏi 2591 Chúng ta mới nói xong là Nữ 53 tuổi, u nang và sợ tiếng vú Lành tính, cách đây 5 năm Khám theo dõi hàng năm Mà ngày có nhiều hơn Thì trên mạng nói là không nên ăn đậu hủ Ăn giá đổ sẽ làm u nang to hơn Và nhiều Cũng như khả năng thành ung thư cao hơn Xin hỏi bác sĩ có nghiên cứu nào Tin cậy về vấn đề này không Dĩ nhiên là không Tôi giải thích lúc nãy rồi đó có rất là nhiều người họ hay nói là ờ tôi làm cái nghiên cứu tôi đọc cái nghiên cứu này mà họ đọc có vài ngày mà xin lỗi họ chưa có bao giờ đọc một cái nghiên cứu toàn diện chưa có biết là clinical trial chưa có biết là nghiên cứu giai đoạn 3 nghiên cứu uh, mà họ nói y như thiệt gì tôi nhắc lại một lần nữa quý vị nhé ăn đậu nành ăn đậu hũ không có tăng rủi ro ung thư 2.592 bác sĩ uh, lúc nhỏ thì chụp x-quang chẩn đoán bị viêm lòi cũ chạy ở trước chân cái cái bệnh tên là Osgood Schlatter thì đây là một trong các bệnh rất là thú vị là à, đây là cái bệnh xảy ra ở tuổi thanh thiếu niên thì khi trưởng trưởng thành phải mổ nhưng mà đến nay em không muốn mổ chân vẫn đi lại hoạt động bình thường chỉ khi nào hoạt động nhiều thì nó mới đau như vậy câu hỏi là có cần phải mổ hay không tại vì những tháng gần đây là đầu gối bằng chân bị lạnh à, tiền sử bị cường giáp điều trị bằng PTU tiền sử viêm màng não và gần đây ngồi lái xe nên bị mỏi vài mỏi lưng câu hỏi của tôi là quý vị có tập thể dục hay không đây là một cái câu hỏi rất là cơ bản nhưng mà tôi đoán là quý vị sẽ thấy câu trả lời nó nó quan trọng lắm khi mà chúng ta có vấn đề về cơ xương khớp cái đầu tiên quý vị cần phải làm là quý vị cần phải có một thói quen tập thể dục và tôi kinh nghiệm của tôi khi mà tôi chữa bệnh và phải nói chuyện với rất là nhiều quý vị thì câu trả lời là surprise ngạc nhiên là phần lớn quý vị không hề tập thể dục mặc dù quý vị bị đau xương khớp. Quý vị có bao giờ chạy chiếc xe mà không bao giờ thay nhớt không? Nếu quý vị bị đau xương khớp mà không tập thể dục là quý vị chạy chiếc xe không bao giờ thay nhớt. Nó chỉ đơn giản như vậy thôi mà xe quý vị chạy khoảng chừng mấy tháng cái nhớ cái đèn thùi là nó cái nhớt đang thui nó hư luôn. Cái xe nó cần bảo trì cũng giống như cái khớp chúng ta cần phải được bảo trì, cần phải được kích thích, cần phải được chăm sóc, cần phải được tập thể dục. Thế nên những cái câu hỏi như thế này câu trả lời của tôi là quý vị cần phải tập tập thể dục trước vận nói chế liệu rồi gặp bác sĩ xương khớp xem quý vị có cần phải mổ hay không khi mà chúng ta mổ đầu gối hoặc là chúng ta mổ ở cái nơi nào chăng nữa cái đầu tiên quyết định là cái triệu chứng và những cái triệu chứng đó nó ảnh hưởng như thế nào tới cuộc sống chúng ta nó có khiến chúng ta và cái quan trọng thứ nhì là gì là chúng ta thử cái gì rồi để chúng ta chữa cái đó nếu mà chúng ta chưa có thể tập thể dục mà chúng ta nhảy vào chúng ta mổ liền là chúng ta sai rồi nếu mà chúng ta chưa dùng thuốc mà chúng ta nhảy vào chúng ta mổ là chúng ta sai rồi quý vị phải nhớ mổ là cái lựa chọn cuối cùng chứ không phải là lựa chọn đầu tiên khi mà chúng ta chữa những bệnh mãn tính về đau xương khớp 2593 bác sĩ nữ 29 tuổi mang thai tự nhiên lần đầu À, khi mà đi thai kỳ khám siêu âm và xét nghiệm đầy đủ bác sĩ thì kết quả là bình thường là bé gái, không bị tiểu đường. Nhưng mà nghi ngờ tiền sản giật vì tăng cân nhanh, huyết áp cao nhưng mà chưa bị phù chân tay. Thì tiền sản giật hay còn gọi là preeclampsia là một trong những cái biến chứng những cái bệnh có thể nào cực kỳ nguy hiểm ở thai phụ. Thì đến tuần 44, tuần 34 đi siêu âm phát hiện có nang trống âm ở buồng trứng bên trái của thai nhi mặc dù hai tuần trước đã đi khám và xem bác sĩ bệnh viện không phát hiện gì cả bác sĩ cho em hỏi bệnh lý này là gì tại sao bé lại như vậy có nghĩa là buồn trứng bên trái của thai nhi có nghĩa là bé này là vẫn còn cái thai nhưng mà siêu âm bên trong thì bé này có một cái hạt nước bên trong đó nữa và kích cỡ là 5 mm chút xíu thôi quý vị nhưng mà với một cái bé còn chưa sinh ra mà con gái mà có câu hỏi cái câu trả lời của tôi là quý vị cần phải hỏi lại bác sĩ sản phụ khoa quý vị tại vì cái này thật sự mà nói mình cần có nhiều thông tin hơn Nhưng mà tôi nói chung như thế này nó có một cái chuyên khoa sau này gọi là chuyên khoa can thiệp thai nhi trong bụng mẹ và Việt Nam năm ngoái đã làm thành công một số cao đó có nghĩa là khi mà đứa bé vẫn còn trong bụng mẹ chúng ta có thể siêu âm chúng ta có thể mổ chúng ta, quý vị tưởng tượng amazing không có nghĩa là đứa con chưa sinh ra nữa là chúng ta vô đó chúng ta can thiệp chúng ta thử xem là bé có bị gì hay không chúng ta chỉnh lại thì siêu âm chúng ta vẫn thấy được và những cái này thì thường những cái này quý vị có hai cái có nhiều cái cái khả năng từ cái này lắm tại vì một trong khả năng đầu tiên là có thể là cái siêu âm nó sai cái khả năng thứ nhì là có thể đây là một trong phát triển có thể bình thường của bé gái và cái cái và còn một cái khả năng nhiều nhiều nữa là nó có thể bất thường nhưng mà sau này nó sẽ bình thường lại thành ra với những cái trường hợp này quý vị cần phải gọi và hỏi bác sĩ sản phụ khoa của mình cái này là cái gì vậy khi mà tôi giải thích bệnh cho quý vị tôi nhớ quý vị hỏi tôi kỹ lắm mà tại sao quý vị không có hỏi bác sĩ quý vị thật sự đây là cái câu hỏi mà tôi cũng hay hỏi bệnh nhân của tôi đến đến gặp tôi hỏi kỹ lắm hỏi với số gì, sớ gì này. mà tôi thích như vậy tôi thích bệnh nhân phải hỏi bác sĩ thiệt là nhiều hỏi đi này tôi nè quý vị tại bệnh nhân hỏi càng nhiều quá chứng tỏ một điều là bệnh nhân họ tìm hiểu về cái bệnh đó và khi mà họ hỏi nhiều chúng ta trả lời đúng họ sẽ chữa tốt hơn bệnh nhân mà tới gặp tôi đa số bệnh nhân của tôi tôi nói là mấy cô mấy chú mấy bác làm cho con cái danh sách táo quân luôn ghi một hai ba bốn năm sáu bảy tám và khi mà họ hỏi như vậy khi mà họ hỏi á, là cái não của họ hoạt động họ đã biết câu trả lời luôn họ biết được là câu trả lời tôi sẽ là gì họ biết được cái bệnh đó là gì thành ra tôi khuyên quý vị cầm cái câu hỏi này nè hỏi lại bác sĩ sản phụ khoa quý vị nhé mà theo tôi nhiều khả năng nó có nhiều khả năng như tôi lúc nãy có thể là một cái chuẩn đoán bình thường của siêu âm hoặc là một cái lỗi khi siêu âm hoặc là nhiều thứ nhiều thứ khác 2594 bác sĩ cho tôi hỏi một vài tuần thì lại sao bị cao huyết áp đột ngột lên 150 rưỡi à, sau khi uống thuốc hỏa huyết áp nghỉ ngơi vài tiếng thì huyết áp giảm dần như vậy thì có nguy cơ bị đột quỵ hay không nằm siêu âm toàn đầu thì bình thường tôi là U70 À, thưa quý vị, khi mà chúng ta bị cao huyết áp thỉnh thoảng, tôi nói thỉnh thoảng nha, không sao hết. Nó giống như thế này, thỉnh thoảng chúng ta kéo sợi dây thun ra chút xíu và chúng ta thả lại. It's ok. Quý vị cãi lộn với lại à, vợ chồng, à, bữa nay à, hai chồng cãi nhau, Đó, bữa nay con cái đi học về, bên quên rước rồi, tùm lum thứ gì rồi. Cãi lộn với người yêu, hoặc là bữa nay không ai cãi lộn buồn quá huyết áp cũng lên quý vị biết không? Trúng số huyết áp cũng lên. Nó tóm lại là huyết áp chúng ta trong ngày sẽ có nhiều lúc lên lúc xuống. Nếu những quý vị theo dõi huyết áp quý vị 24 trên 7 sẽ có nhiều lúc nó lên. Lên là thế nào? Chạy lái xe lúc mà chúng ta sợ trễ giờ huyết áp chúng ta lên. Quý vị có để ý thấy không? Gặp người yêu lần đầu huyết áp lên. Chia tay lần đầu huyết áp cũng lên. Nói chung là cái gì mà khiến chúng ta hồi hộp huyết áp lên so Nếu mà huyết áp chỉ lên chút xíu Rồi xuống, đâu không sao hết Cái vấn đề ở đây là Nếu mà huyết áp chúng ta ngày nào cũng cao Và chúng ta cứ lặp đi lặp lại Cái giờ nó cao như vậy Thì rõ ràng Chúng ta cần phải uống thuốc cao huyết áp Còn nếu quý vị chỉ lên chút xíu rồi đi xuống lại Thì không sao hết Và nếu như quý vị bị cao huyết áp lâu dài Thì quý vị cần phải nghĩ tới cái việc Uống thuốc cao huyết áp Để chúng ta không bị rô ra đột vị 2595 bác sĩ xin bác sĩ nói thêm là khi mà chúng ta uống thuốc tẩy dùng Fuga ở người lớn thì chỉ dùng một viên duy nhất hoặc là sáng sớm mà hiệu quả có triệt để không liều uống thuốc nhắc lại có hiệu quả không à, xin bác sĩ giải thích thêm về bệnh sáng lợn sáng chó và các phòng bệnh <laughs> tôi nghĩ quý vị hỏi sai người rồi đơn giản là tại vì cái bệnh này ở bên Mỹ rất là không có tôi hay nói với sinh viên của tôi là những cái bệnh sáng lãi bên Mỹ bây giờ xin lỗi nó thiệt là giống như trong lịch sử gì à. bây giờ tôi kêu sinh viên của tôi phải đi về châu phi việt nam mà tôi nghĩ vẫn còn chắc cũng còn hiếm tại vì ở những thành phố lớn bên việt nam là không có bệnh sáng lại rồi à, tại sao sáng lại là cái chu kỳ như thế này quý vị chưa cắt cái chu kỳ đó là nó hết rồi à. cắt chu kỳ là sao tôi ví dụ đơn giản nhất nha là trong phân người chúng ta chúng ta đi ra ngoài không đi vô cái hầm cầu thì phân nó dính vô rau dính vô cải nó đi vào nước cái nguồn nước đó chúng ta đi, đi cầu ngoài rừng mà tự nhiên mà rồi cái nguồn nước đó chúng ta dùng chúng ta uống lại cái trứng của con sáng đó nó đi ngược vào lại trên người chúng ta và khi vào bên trong rồi nó phát triển thành con sáng rồi mai mốt nó bự ra rồi nó đẻ trứng ra và cái dòng đời nó tiếp tục như vậy như vậy cái cách chữa đơn giản nhất là gì là vệ sinh vệ sinh sạch sẽ đã chết quý vị không có cần phải bởi vì uống thuốc tẩy dung tẩy sáng tẩy lại thật sự là nó thật chỉ là giải pháp tạm thời thôi tại vì cách nó làm là nó làm cho cái con dung con sáng đó nó phê đi nó buồn ngủ rồi nó không có gì nhìn, cái con dung nha nó có cái móc nó bám như vậy nè nó bám như vậy nè khi mà quý vị làm cho nó phê rồi nó sao nó buông ra cái nó bị đi ra ngoài đúng không có nghĩa là nó đang treo dính theo cái màn ruột đó. bây giờ uống thuốc với nó phê cái nó rớt ra ngoài nhưng mà cái đó chỉ là tạm thời thôi tại vì nếu mà còn trứng của nó trong cái nguồn nước trong cái rau cải trong cái môi trường chúng ta thì quý vị quay trở lại tiếp à thì khi mà tôi thấy ai mà uống dung sáng về lại mà sao nó bị lại là tôi khẳng định quý vị là cái cách cái nơi sinh sống của người đó có vấn đề có nghĩa là nước nó không có sạch và cái dòng lẫn mẫn cứ như vậy hoài chúng ta phải cắt bỏ cái dòng đó chúng ta cắt cơn gì khi mà chúng ta cắt được cái đó rồi thì quý vị sẽ không có còn lo về sáng này sáng nữa Mà thật sự có nhiều cái bệnh đó, như ví dụ khi mà chúng tôi đi châu Phi, thì tại sao chúng tôi làm những cái việc rất đơn giản như là chúng tôi đào nước, chúng tôi làm những cái việc có thể nói là cơ bản lắm, không phải chữa bệnh đâu. Thật sự những cái gì mà quý vị nghĩ chữa bệnh trên phim như hình ảnh, nó sẽ không có thực tế ngoài đời. Ở một cái nước thế giới thứ ba nghèo nhất, cái cách chữa bệnh đơn giản nhất luôn là cung cấp nước sạch. Xin, quý vị nào mà muốn tỷ lệ trẻ em sống sót cao, không có bị dung sáng, không bị những cái với việc cung cấp nước sạch cho người dân nữa đâu. Tại khi có nước sạch rồi, nó xử lý hết những cái vấn đề khác. Chúng ta không có nước sạch mới là khiến người dân họ chết nhiều. Đó, quý vị không có cần phải à, giống như làm những cái việc mà oh, qua wow, mổ, mổ, nếu mà được thì càng tốt mổ tim mổ mắt mổ lưng nhưng mà nếu mà không có nước sạch người ta chết hết rồi đó là đây cái cách mà chúng ta nhìn về vấn đề về gọi là dịch tễ học về phòng bệnh ở những nước nghèo nó khác và tôi nghĩ là Việt Nam bây giờ không phải là nước nghèo nữa thành ra tôi cũng ngạc nhiên nếu mà Việt Nam mà uh, mà thấy có dung sáng tôi hy vọng là sau này cái chuyện dung sáng quý vị sẽ sẽ là chuyện dĩ vãng ha ok tại vì quý vị chỉ cần nhớ cái tôi nói không ăn sạch ở sạch là không có còn con dung sáng nào theo quý vị được hết 2596 à, uh, 40 tuổi bị quéo tay chân khi ngủ thì thấy có luồng gió chạy qua tim môi tiêm tái những triệu chứng này thì nên đi khám chuyên khoa gì chuyên khoa bác sĩ gia đình tại vì đây là những cái triệu chứng có thể nói là nhiều thứ bệnh tim mạch bệnh bao tử bệnh hồi hộp bệnh thiếu máu bệnh tụt lum hết quý vị cần phải gặp bác sĩ gia đình đầu tiên thực sự á cái mô hình bác sĩ gia đình á là một trong những mô hình có thể nói là rất là thành công trong cái việc ngăn ngừa bệnh nhưng mà khổ một cái là cái cái văn hóa và nhiều thứ chúng ta chưa có quen như tại Hoa Kỳ này thì ai cũng có bác sĩ gia đình à, tại vì bác sĩ gia đình rất rất là quan trọng ở bên Mỹ này quý vị biết không bác sĩ gia đình cực kỳ quan trọng bác sĩ gia đình bên Mỹ làm được nhiều thứ quý vị không ngờ à, ví dụ quyết định luôn chuyện mà đám cưới quý vị luôn à, một bác sĩ gia đình bên Mỹ có thể ký giấy chứng nhận quý vị đi về năm cưới vợ à, ví dụ như vậy thành ra có nhiều chuyện ở bên đây à, xin du bất tịch nhiều thứ khác tại vì bác sĩ gia đình là cái người theo dõi sức khỏe của cái người đó lâu năm anh nó không biết bệnh gì bệnh gì bệnh gì đây cũng là một trong lý do tại sao mà mô hình bác sĩ gia đình những năm gần đây bắt đầu phát triển ở Việt Nam và chương trình nội chú bác sĩ gia đình đã được phát triển cách đây một vài năm à, và tôi biết những cái người đồng nghiệp bên Việt Nam là một trong những người đầu tiên tốt nghiệp từ cái chương trình bác sĩ gia đình tôi hy vọng là quý vị nghe cái này xong kiếm cho tôi một bác sĩ gia đình bên Việt Nam tại vì những cái triệu chứng như thế này quý vị mà đi lung tung á, quý vị nhiều khả năng quý vị sẽ bỏ qua bệnh hoặc là quý vị không có biết cái là bệnh gì quý vị nha 2597 72 tuổi bệnh psychosis và Parkinson psychosis là bệnh về tâm thần Parkinson là bệnh Parkinson thì đọc một số thông tin trên mạng nói về chữa trị Parkinson bằng cách dùng thuốc vitamin B1 liều cao bác sĩ có thể cho biết liều trị này họ lợi hay hại không cái đầu tiên nhất là tôi thấy hại nhiều hơn này quý vị đọc trên mạng Quý vị không biết thứ nhất Parkinson là gì? Parkinson là chúng ta thiếu cái chất dẫn sức dopamine Tôi nói cái này rất là nhiều lần Uống vitamin B1 là chưa gì là thấy sai cơ bản rồi Chưa kể quý vị nghe thông tin này nó bậy bạ nữa Tôi khuyên quý vị đừng có nghe lời bậy bạ Tại vì những cái này là nó quý Thời gian là chữa bệnh là quý Tại sao quý vị cứ lên mạng nghe thông tin là sao? Gặp bác sĩ đơn giản nhất Tại Hoa Kỳ chứ lấy cuộc hẹn đi trong vòng bao nhiêu tới gặp bác sĩ gia đình thôi Hoặc là bao lâu tới gặp bác sĩ chuyên khoa và thần kinh là bác sĩ Parkinson quý vị nha đừng có nghe những cái lời bậy bạ trên mạng thật sự tôi làm kênh YouTube này cái lý do tại vì tôi chịu không nổi thông tin bậy bạ trên mạng nó tùm lum hết chân á và thật sự đọc mình thấy bực bực khó chịu luôn 2598 27 tuổi từ nhỏ đã bị đổ mồ hôi lòng bàn tay bàn chân thì năm 17 tuổi là được cắt cái hạt giao cảm hai bên đất thì bệnh đổ mồ hôi một trong các chữa gọi là chữa tốt luôn là cắt hạch giao cảm à, tại vì chúng ta cắt cắt đã rồi thì chúng ta không còn kích thích thì bớt ra mồ hôi thì sau khi mổ bàn tay đỡ ướt hơn bàn chân vẫn ướt nhưng mà thấy cơ thể thường xuyên dễ bị nóng bị bốc hỏa đặc biệt mùa hè à, cơ thể hồi hộp nhịp tim đập nhanh hơn mong những tư vấn thì cái này nó liên quan tới hai cái hệ thần kinh gọi là hệ thần kinh giao cảm và đối giao cảm chúng ta thỉnh thoảng tôi có nói về hệ thần kinh thực vật nữa những cái này nó đều liên quan tới cái bệnh chảy mồ hôi Và một trong những cách đầu tiên quý vị cần phải làm là quý vị cần phải có một chế độ tập thể dục thường xuyên những cái người chảy mồ hôi á, vì nhiều lý do họ mắc cỡ họ khó chịu họ Tại vì thực sự chảy mồ hôi nhiều quá không ai muốn tập thể dục nó thẳng là vậy rồi mệt và nhiều thứ khác nữa thành ra bên đây có một cái chuyên khoa là vật lý trị liệu và dành cho những người tập cái khả năng đổ mồ hôi từ 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 như vậy cái họ quen tại vì để quý vị bớt bốc hỏa để quý vị bớt những cái triệu chứng này thì cái mạch máu và dây thần kinh của quý vị phải từ từ dần nó lên và cái thứ hai gặp lại bác sĩ chuyên khoa về thần kinh chuyên khoa về nội tiết để chúng ta chỉnh lại cái thuốc xem là cái việc hồi xưa chữa nó có hiệu quả hay không à, xin chào bác sĩ 54 tuổi ở Việt Nam đột quỵ đã 8 năm rồi, đang uống thuốc chống đông máu, huyết áp cao nhất là 160. Thì thời gian gần đây bị chảy máu mũi rất nhiều phải cấp cứu bác sĩ bảo là thành mũi quá mỏng nên mỗi lần huyết áp cao là bị vỡ mạch máu. Thì lần cấp cứu bác sĩ nói bị HP trong bao tử và cho uống thuốc. Như vậy là hỏi bác sĩ là bị HP hỏi bao tử chảy huyết áp bao tử là do HP hay là thuốc chống đông nếu như vậy thường xuyên thì có bị nhiều nguy hiểm hay không? Nếu quý vị hỏi về cái thành mũi quá mỏng thì cái lý do mà chảy máu thường là do cái thuốc chống đông máu chứ không phải là do con vi khuẩn H. pylori Vi khuẩn H. pylori gây loét bao tử gây xuất huyết bao tử kết hợp với cái thuốc chống đông máu có thể khiến cho chúng ta dễ bị chảy máu bao tử hơn Nhưng mà có một vài điểm trong cái case này Thứ nhất, khi mà quý vị bị cao huyết áp mà đột quỵ cái nhiệm vụ đầu tiên và quan trọng nhất là chúng ta phải kiểm soát huyết áp quý vị nhớ nha bị đột quỵ một lần quý vị có thể bị lần thứ hai quý vị sẽ bị cao hơn bị nặng hơn và bị tải hơn nữa nhưng người ta nói là một lần đi mổ C-section sẽ đi mổ C-section lần thứ hai có nghĩa là tại vì lần đầu tiên mổ cái vết mổ đó và cái vết thẹo đó nó làm cho cái việc tử cung chúng ta không có khỏe trong cái việc sinh tự nhiên lần thứ hai và nhiều khả năng quý vị lần đầu tiên mổ lần thứ hai sẽ mổ tiếp cũng giống như là quý vị bị đột quỵ một lần cái rủi ro quý vị bị đột quỵ lần thứ hai rất rất là cao thành chúng ta phải theo dõi chúng ta kiểm soát huyết áp đó bác sĩ cho hỏi là tinh dầu thông đỏ lâm sàng thì có ứng dụng nhiều trong bệnh lý mỡ máu không À, hoặc là bác sĩ có thể giải thích về tác dụng của tinh dầu thông đỏ được không? À, xin cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Thỉnh thoảng tôi nhận được rất là nhiều câu hỏi à, thú vị về những cái thuốc nam, à, thuốc bắc rồi nói chung là có nhiều thứ rất là thú vị. Nhưng mà có tí xíu về tinh dầu thông đỏ thì đây là một cái loại chiết sức từ cái loại thông và những cái cây thông này xuất hiện ở vùng núi à, và một trong những cái điểm quan trọng nhất là nó có mùi nó thơm và thường được xem như là cái loại thảo dược có thể hỗ trợ và cái chính của thuốc này là thường là chống viêm xương nhiều hơn à, ví dụ như chúng ta massage chúng ta làm những cái vùng đó nó bớt sưng hơn rồi trong một số trường hợp có thể hỗ trợ những cái rối loạn chuyển hóa về mỡ nhưng mà những cái này là chỉ là những cái nhẹ và nó chưa có những cái nghiên cứu lâm sàng cụ thể và rõ ràng à, một trong những điểm quan trọng nhất mà cách mà quý vị có biết cái, cái tinh dầu này các đơn giản như quý, quý vị chỉ cần lấy cái cái thông nếu quý vị ở bên Cali nè hoặc là bên uh, một cái vùng Michigan chẳng hạn quý vị bẻ lấy cái mùi đó nó có cái mùi thơm lắm thì cái đó là một những, những ví dụ cơ được gọi là cơ bản nhất Về dược thảo mà quý vị có thể uh, tự làm ở nhà uh, tuy nhiên quý vị nhớ nha là nếu mà người phụ nữ mang thai hoặc là khi mà quý vị có những bệnh nhiễm trùng và da liễu cẩn thận và thứ hai là cái sản phẩm tinh dầu thông dạ rất là nhiều trên thị trường tại vì để chiết xuất cái loại tinh dầu thông này nó mất rất là nhiều thời gian và công sức rồi tiền bạc quý vị nhé bác sĩ cho em hỏi là dạ dày đau vi khuẩn hp mãn tính tái đi tái lại mỗi lần đi khám thì bác sĩ kê cái đơn thuốc kháng sinh có 15 ngày như vậy thì tại sao không mua luôn một tháng uống À, tại vì uống một tháng thì có tác dụng phụ gì không mà nếu độc hại thì làm cách nào để bớt độc hại câu hỏi này rất là hay thật ra trong cái phát đồ điều trị của vi khuẩn X Pallari, để tôi cho quý vị xem ở đây luôn thì nó gọi là triple therapy quý vị thấy không khi mà chúng ta chữa cái con vi phần expiry đó triple therapy nó có 7 ngày à? thấy không nè bid là hai lần một ngày đó. thì nó có ba loại thì nó có thứ nhất là cái thuốc chống viêm đa bao tử pantoprazole thứ hai là thuốc trụ sinh amoxicillin thứ ba thuốc trụ sinh clarithromycin thì ba cái loại này chúng ta uống chung với nhau và chúng ta chỉ uống có 7 ngày mà thôi đây hướng dẫn này quý vị chữa 15 ngày là chữa hơi nhiều rồi Bây giờ tôi nói cho người biết tại sao chúng ta phải uống thuốc cái này chỉ trong 7 ngày thôi chứ không phải trong 15 ngày hay trong một tháng tại sao tái đi tái lại cái con vi khuẩn H. pylori này là một cái loại vi khuẩn có thể nó rất là dễ chữa cái vấn đề của bệnh H. pylori nó tái đi tái lại là tại vì chúng ta bị lây ngược lại từ người thân chúng ta vì chúng ta chúng ta hay ăn chung với nhau à, ăn rồi xe đồ ăn chung cho nó vui đúng không rồi dùng muỗng chung chưa kể hung chung rồi mấy cái đó thì tôi không nói nhiều khả năng nha, quý vị biết không, nếu quý vị bị H. pylori đó, nhiều khả năng là ba mẹ, ông, bà, anh chị quý vị bị hết Và nếu quý vị chữa con đó rồi, một vài bữa sau ăn cơm chung của quý vị sẽ bị lại nữa. Thành ra cái cách chữa H. pylori là đầu tiên nhất chúng ta phải xét nghiệm cho cả gia đình Và cái thứ hai là nếu mà nó không có triệu chứng, quý vị không cần phải chữa đó, Tôi nói cái này nhiều lần lắm rồi, không có triệu chứng, it's ok, không cần phải chữa và cái thứ ba nếu mà có triệu chứng chúng ta chữa chúng ta phải chữa hết hai vợ chồng chữa hết tại vì quý vị chữa một người nó sẽ quay trở lại đó. và bây giờ giả sử quý vị có chữa hết thì chăng nữa quý vị ăn ngoài quý vị lại bị lây tiếp <laughs> tại vì trong cái cộng đồng người châu á chúng ta ăn đũa chúng ta ăn những thứ khác quý vị thấy không nó khổ gì đó thì đây là lý do tại sao mà người chung châu á chúng ta dễ bị cái này tại vì nó dễ lây trong cộng đồng bây giờ nói về cái vụ tại sao mà chúng ta không uống một tháng đơn giản là quý vị uống hai loại chủ sinh Quý vị uống một tháng thận nào chịu nổi đúng không thường thường khi chúng ta uống trụ sinh á, chúng ta nên uống một loại mà thôi hai loại cho tới ba loại là quý vị đang ở trong bệnh viện quý vị có đường truyền tĩnh mạch quý vị flush ra cho nó ra mau chứ thận sao chịu nổi thành ra nhớ uống thuốc trụ sinh mà ở ngoài ở nhà chỉ uống một loại thôi không uống hai loại thậm chí những cái loại này cố gắng uống trong vòng 7 ngày trở xuống nào có một số loại trụ sinh bác sĩ sẽ cho quý vị uống cả tháng trời thưa quý vị trị mụn đi à, tôi nói ví dụ thuốc hay nhất đơn giản nhất là doxymice à, gọi là Cloud, hoặc là những cái loại thuốc mà chủ sinh mà loại nhẹ quý vị quý vị có thể uống tháng này thậm chí một số trường hợp hơi uống lâu hơn nhưng mà những cái liều đó những cái liều là doxy đó uống có 50mg thôi không có nhiều thành ra it's okay 2.602, 75 tuổi, sống ở Sài Gòn, à, bác sĩ chuẩn đoán là sa thần chậu thì bị polyp trong trực tràng, 7 năm nay sống bình thường hay bị tao bón chóng mặt xe sẩm, xin hỏi bác sĩ khi là có nên cắt hay không? Như vậy quý vị này hỏi cho là có nên cắt hay không? À, và sa thần chậu là cái phần bị sa ra ngoài bên phần. Như vậy, cái câu trả lời của tôi là cái triệu chứng đó làm cho quý vị có bị khó chịu hay không? có đau bụng hay không, có bị nhiễm trùng hay không, rồi có bị một cái biến chứng về lâu dài nữa là, là fistula là có cái lỗ thông giữa cái đường ruột với âm đạo hoặc là những cái biến chứng khác khiến cho cái vùng đó nó bị tích tụ phân rồi sau đó nó bị nhiễm trùng và cuối cùng chúng ta bị hoại tử. Nếu như chúng ta không có bị những cái nặng, chúng ta có thể bị nhẹ thôi, mà cái triệu chứng không phải là vấn đề gì thì thường bác sĩ sẽ ở mẫu là tay mươi 75 tuổi mổ ở cái vùng đó để tái tạo lại cái vùng đó nó sẽ rất là phức tạp đó. quý vị biết không chúng ta mổ chúng ta không đơn giản chúng ta mổ mà chúng ta mổ chúng ta phải nghĩ rằng là phục hồi như thế nào có nhiễm trùng hay không rồi sau đó người ta điếng như thế nào nhiều quý vị có biết bao giờ nghĩ rằng chúng ta mổ rồi được chúng ta phải làm một cái hậu môn nhân tạo không quý vị nào chưa bao giờ đi mổ quý vị thấy là cái đó họ oh, không sao hết chứ xin lỗi nha à, quý vị nào mà thử đi qua hậu môn nhân tạo một lần đi quý vị sẽ thấy nó khổ như thế nào thì có một số trường hợp chúng ta mổ đường ruột chúng ta trong lúc chúng ta tạm thời để cái vùng hậu môn nó lành đó chúng ta làm cái lỗ hậu môn nhân tạo ở bên bụng trái nè đeo cái túi đó thì cứ vài một vài tiếng chúng ta phải lấy cái túi ra chúng ta lấy phân ra đó. quý vị tưởng tượng thấy gì là hơi vất vả đúng không chưa kể là chừng nữa cái vùng nó lành rồi chúng ta mới nói lại như cái đó mà nó tóm lại nó không có đơn giản Thành ra khi mà cái lời khuyên của chúng tôi khi nói về những cái bệnh mà cần phải mổ Cái đầu tiên nhất là cái rủi ro mổ á, nó quá cao cái Biến chứng nó nhiều quá Chúng ta chưa kể chúng ta vừa bị tiểu đường Chúng ta vừa bị những bệnh bệnh tim mạch Ồ, oh, suy si tim giai đoạn 4 à. Ông nội tôi không ai dám mổ chứ Tôi thiệt <laughs> Mấy bác sĩ nói Ồ, trời ơi New York class 3, class 4 rồi EF 10% Không ai dám đụng hết chứ. Là tại vì quý vị biết không Ở cái người chúng ta vừa cho quý vị nó vô phòng mổ vừa gây tê xong là xin lỗi a hoặc là nó thành đồ thẳng luôn tại vì tim chúng ta sao không có chịu được những cái stress như vậy thành ra quý vị phải hỏi bác sĩ của mình là tôi có đủ sức khỏe tôi mỏi hay không rồi cái triệu chứng của tôi như thế nào quý vị nhé 2604 85 tuổi đi tiểu nhiều lần vừa đi xong thì lại muốn đi nữa nếu không đau không bút đây là những cái triệu chứng có thể nói là kinh điển của phì hoặc là ung thư hoặc là viêm sưng của tuyến tiền liệt à. thì quý ông à, khi mà chúng ta lớn tuổi chút xíu đều chia sẻ những cái nỗi niềm khó nói khó nói nhất là đi tiểu không được à, đây là một cái quý vị tưởng tượng là đàn ông có những cái nơi họ rất là tự tin và rất là tự hào thì đó là chỗ đó nhưng mà tới khi một lúc nào đó thì họ tự ti vì cái chỗ đó luôn à, có nhiều ông còn trẻ rất là tự tin vì chỗ đó mà sau này lại tự ti vì cái chỗ đó là tại vì khi mà chúng ta lớn tuổi chúng ta không đi tiểu được chúng ta phải mang tả thậm chí chúng ta phải thông đường tiểu có nhiều ông phải đút nguyên cái ống vô để đi tiểu được tại vì nếu mà không đút vô nó bị bí không ra được cái lý do là tại vì có một cái tuyến nhỏ nhỏ không phải nhỏ, nhỏ cũng bự cỡ này nè nó nằm ngay bên dưới cái bàn quang cái bọng đái đó nó gọi là tuyến tuyền liệt và cái tuyến này khi nó lớn tuổi nó phình ra nó ép lại cái đường dẫn nhỏ xíu nhỏ xíu nhỏ xíu khiến quý ông sẽ khó đi tiểu quý vị mang ba ông bà cha mẹ của mình quay lại gặp bác sĩ chuyên khoa về đường tiết niệu để chúng ta chữa cái bệnh này quý vị nha à, 2606 bác sĩ những cái vết cắt trong lưỡi chúng ta chăm sóc như thế nào tại vì đôi khi chúng ta bị những vết cắt trong lưỡi thì chúng ta đau nhất cái đầu tiên quý vị nhớ để chăm sóc những vết cắt trong lưỡi quý vị nhớ gì không để khám nhà sĩ cho tôi tại vì một cái hàm răng hư một hàm răng gọi là thúi có mùi nó xong bao giờ lành cái vết thương quý vị cái thứ hai quý vị xúc miệng bằng nước muối nhẹ nhẹ thôi đừng có xúc nặng thay vì gọi là xúc miệng cái dung dịch à, rất là tốn tiền quý vị có thể xúc nước bằng nước muối nhẹ tôi nói cái này nhiều lần rồi bằng cách đó quý vị giúp cái vết thương quý vị xúc nhẹ thôi nha đừng có xúc quá mạnh xúc nhẹ xong chúng ta xúc miệng lại bằng nước lạnh thương chúng ta đánh răng thường xuyên chúng ta gặp nha sĩ thường xuyên thì những cái vết cắt trong lưỡi quý vị sẽ phục hồi rất là nhanh 2607 bác sĩ là khi thời tiết lạnh thì hai bàn tay từ từ trắng tại vì máu không xuống tay được bệnh này là bệnh gì có cách nào hay không đây là một cái hiện tượng gọi là Reno phenomenon tôi cho quý vị cái chữ đó luôn tại nhiều quý vị nghe tôi nói không biết ông này ông, ông đang nói cái gì Đây đây là cái tên sau ông bác sĩ người đây phenomenon thì ở cái bệnh này gọi là Raynaud's disease đây quý vị thấy không cái tai nó bị trắng lại đây là tại sao nó bị như vậy là tại vì cái mạch máu mùa đông đó, nó bị co lại nó gọi là viso constriction nó co lại à, chúng ta vui lắm ở quý vị lạnh đây lạnh nó teo lại không nó thùng lại nóng nó giãn ra quý vị thấy không? Cái đơn, đơn giản đúng không? Như chúng ta nặng, chúng ta co lại chúng ta muốn cái gì cũng cũng thu người lại vào mùa đông, mùa hè thì bung ra à, Thì cũng giống vậy à, tình yêu mùa đông nó thu mình lại, à, tình yêu mùa hè thì nó giãn ra. Nói tóm lại là những mặt máu nó bị thu lại. Mặt máu thu lại không có máu thì cái tay nó bị trắng. Nhưng mà cái bệnh này nghe nó đơn giản nhưng thật sự nó có hai cái loại. Thứ nhất đó là, là primary là nguyên phát thì nguyên phát lại có thể là bị mạch máu bị những cái bệnh gọi là nhưng mà cái thứ hai nguy hiểm hơn là những cái thứ phát là liên quan tới bệnh miễn dịch liên quan tới những cái bệnh ví dụ như là những cái bệnh liên quan tới cơ xương khớp hoặc là cụ thể hơn là những cái loại bệnh liên quan tới cái connective tissue là những cái dạng bệnh mà quý vị cần phải gặp bác sĩ chuyên khoa hệ miễn dịch khi mà chúng ta bị bệnh này á, là cái khớp chúng ta đau da chúng ta cứng phổi chúng ta yếu tim chúng ta yếu và dĩ nhiên là mạch máu chúng ta cũng yếu luôn rồi 2608 60 tuổi đau khớp vận động là kêu lão xạo mỗi ngày sáng uống một tách cà phê sữa có người nói cà phê làm bệnh đau khớp nặng thêm phải bỏ cà phê đúng không thưa bác sĩ quý vị uống cà phê bình thường không sao hết thật sự bệnh khớp và uống cà phê tôi sẽ nói với vị nghe kỹ hơn trong những cái gọi là một cái bài kỹ hơn tại vì tôi đang viết cuốn sách chắc quý vị cũng biết là trong phòng chờ số 3 thì cái những cuốn sách trong phòng chờ là những cái câu hỏi như thế này nhưng mà viết ở cái mức độ gọi là in depth tại sao tôi sẽ phân tích chất khóa học như thế nào rồi nghiên cứu gì, gì, gì. mà trả lời ngắn gọn á là đau khớp có nhiều lý do đừng có đổ thừa cà phê cái chữa đau khớp quan trọng nhất lúc nãy tôi nói lúc nãy là quý vị cần phải tập thể dục thường xuyên quý vị cần phải giảm cân quý vị cần phải biết lý do tại sao mình đau khớp ví dụ đau gút thì chúng ta phải chữa bệnh à, thận chữa chất axit uric cho nó giảm xuống bác sĩ cho hỏi là tại sao phụ nữ lớn tuổi bị dư da ở mắt đã cắt nhưng mà một năm thì trở lại như cũ câu trả lời là tại vì chúng ta lớn tuổi thôi thật ra khi mà chúng ta lớn tuổi nó nhiều chuyện lắm một trong những cái điểm đầu tiên đó là da chúng ta nhăn đi chúng ta không còn đẹp nữa chúng ta sẽ không còn đẹp trai đẹp gái mà cái thời mà thả thính hình đẹp lung linh rồi quý vị ơi nhìn nó nó qua rồi cái mà còn đẹp lên là, là trong tâm hồn chúng ta nghĩ về cái người đó là Em vẫn đẹp như thợ 20 Khi mà anh gặp em lần đầu Ví dụ là như vậy Thì khi mà chúng ta 40 à, Cái miếng mắt nó hơi bụp chút xíu Tới 60 rồi nó không bụp nữa mà nó kéo xuống luôn cho chúng ta cắt nó Quý vị biết không, cắt mắt á Là sự một cái dạng ăn gian thôi, cắt cái phần này thôi Nhưng mà sau đó cái phần khác, mai mốt đó, nó lại trượt tiếp Thường thường một bác sĩ cắt mắt, nếu mà tinh tế, ổng sẽ cắt luôn cái phần phụ, ổng sẽ À, cái này 3 năm nữa nó sẽ kéo xuống tôi cắt luôn cho bác như vậy thì nó tốt hơn chứ họ cắt nếu mà họ cắt đúng cái đó thì mày muốn nó rớt xuống nữa thay vì ông đó ông cắt hơi cao chút xíu thì ba năm sau nó rớt xuống vừa phải thưa quý vị nhé bác sĩ à, buổi sáng đi bộ hay ngồi xe máy là bị ngứa hai bên đùi mình gãi thì nóng lên ngừng thì hết hiện tượng này đã đi học à, đây là cái triệu chứng mà có thể liên quan tới bệnh nóng tôi có nói một cái cái câu chuyện buồn cười là nắng Sài Gòn em đi mà chặt ngứa tại vì ở bên đùi em à, có có nấm. Thì à, tôi nói cái đó từ cái bài hát mà nắng Sài Gòn ta nói đủ thôi nha. Thì bệnh nấm á, là một cái bệnh rất là hay gặp ở xứ nhiệt đới như Việt Nam. Tôi còn nhớ là ở bên Việt Nam á, nhất là cái thời gian mà quý vị mà đi đường hơi nhiều rồi quý vị nhiều khi quên tắm hoặc là bận rộn thì cái phần bạn chúng ta rồi mồ hôi rồi đó là cái môi trường tuyệt vời của nấm quý vị tưởng tượng nếu là tôi là con nấm đi tôi là thằng nấm đi tôi sẽ muốn chui vào cái chỗ mà ấm vừa phải có chút xíu nước có dinh dưỡng đúng không quý vị quý vị chỉ nằm đó quý vị phát triển thôi thì đó là quý vị trồng nấm là như vậy thành ra quý vị đầu tiên nhất làm gì cởi cái quần ra coi cái, cái vết đó của mình ngứa như thế nào chứ đừng có gãi quý vị càng gãi nó càng nặng hơn thứ hai gặp bác sĩ da liễu và chữa cái này rất là dễ quý vị chỉ cần mua thuốc chống nấm à, sức lại rồi từ từ nó sẽ hết thôi quý vị thì đó là những câu hỏi chúng ta ngày hôm nay tới 2000 à, gọi là 610 không 2 2610 chúng ta đi cũng nhiều quá ha rồi chúng ta quay trở lại những câu hỏi trên đây quý vị nhé Bác sĩ, khi mà con người chúng ta sinh hoạt là gặp các loại máy móc như tủ lạnh, bếp, máy lạnh Thời gian dài thì có gây hại cho cơ thể không? Đây là một cái câu hỏi thú vị là tại vì quý vị có biết gì không? À Cách đây một vài tháng thì cái viện nghiên cứu, viện sức khỏe Hoa Kỳ đó Quyết định hủy một cái nghiên cứu về tác dụng phụ lâu dài của điện thoại à, Quý vị biết tại sao không? Tại vì thực sự bây giờ chúng ta có nghiên cứu hay không á Nó cũng sẽ không có thể là thay đổi được thành ra có những câu hỏi quý vị hỏi tôi tôi có thể trả lời quý vị biết luôn là chúng ta ở lâu dài chúng ta sẽ bị ảnh hưởng nhưng mà cái lợi từ những cái máy này đôi khi nó sẽ làm cho cuộc sống chúng ta tốt hơn ví dụ như tôi là tôi không có sống tách biệt được khỏi cái máy microwave rồi tại vì má tôi nấu ăn cho tôi thường xuyên và đôi khi để cho tôi cái hộp đồ ăn như vậy cách tôi làm là tôi chỉ việc hâm nó lên microwave thôi nếu như không có cái máy microwave tôi sẽ vất vả cuộc sống của tôi ví dụ là như vậy Quý vị cũng vậy, quý vị nào đi ăn ở bên Mỹ nè, thật sự có một cái máy mà quý vị mà khó mà sống được đó là microwave. Mỗi ngày quý vị phải dùng ít nhất là một lần. Đúng không? Ít nhất sáng sớm không được ăn lại hoặc là chiều về hoặc tối hoặc là thậm chí buồn buồn thì nóng bếp rang cũng microwave hoặc là làm hâm đồ ăn cũng microwave hoặc là hâm nói chung cái quái gì cũng dùng microwave hết. Thành ra những cái máy móc đó tôi nghĩ là có ảnh hưởng chứ, nhưng mà nó nó thẳng ra là nó làm cuộc sống của chúng ta nó nhẹ nhàng hơn nó tốt hơn thì it's okay giống như cái điện thoại thành nếu mà chúng ta biết như vậy chúng ta hạn chế cũng như cái điện thoại là tôi nói với vị là hạn chế dùng bản đêm à, không có dùng nó nhiều à, chúng ta chỉ dùng khi nào chúng ta cần thiết mà thôi à, rồi bác sĩ ơi thuốc Advil đông nhất thì uống có bị tác dụng phụ hay không Yeah, câu trả lời là có lâu dài thuốc Advil có thể khiến chúng ta bị những bệnh về thận chúng ta có bị alert bao tử tôi có nói nhiều về chủ đề thuốc giảm đau quý vị có thể xem lại ở trên kênh youtube của tôi nhưng mà nó tóm lại là uống thuốc Advil quý vị nhớ là lâu dài nó có thể có những tác dụng phụ nguy hiểm là hư thận hư bao tử quý vị nha quý vị có thể uống trong vòng một vài ngày ok và cái cách mà tôi khuyên á, thường là quý vị kết hợp thuốc Advil và thuốc Tylenol tại nó thực sự nó không ảnh hưởng lên bao tử và không ảnh hưởng lên thận nhưng mà nó có thể ảnh hưởng lên gan đó. quý vị kết hợp hai thằng như vậy thì cái rủi ro nó bị ảnh hưởng, bị tổn thương thì nó sẽ hơn quý vị nhé. rồi, xin hỏi bác sĩ là bệnh rối loạn tiền đình thì có chữa dứt điểm được hay không? câu trả lời này nó tùy vào cái mức độ nặng hay nhẹ của rối loạn tiền đình À, tôi có nói nhiều về cái bệnh này à, Thì chúng ta có một cái chỗ bên trong cái tai giữa chúng ta gọi là tiền đình Đó là cái nơi mà chúng ta khẳng định vị trí không gian Rồi chúng ta đi tới đi lui này nọ Thì tôi có hướng dẫn quý vị cái bài tập về chữa rối loạn tiền đình à, Trên Youtube à, Bệnh chóng mặt Quý vị nhớ lại cái bài tập đó của tôi Thì nếu mà chúng ta bị nhẹ Chúng ta chữa ngay từ đầu Thì cái khả năng nó đỡ thì sẽ rất là cao Nếu mà chúng ta bị nặng Thì chúng ta sẽ đôi khi phải chụp hình MRI xem chúng ta có bị viêm hay không, chúng ta có bị những cái biến chứng khác hay không. Nó tóm lại bệnh rối loạn tiền đình là cái bệnh quý vị không nên chủ quan. Tại sao? Quý vị lớn tuổi quý vị té thì sao? À, quý vị té một cái là nó bất vả lắm quý vị. Khi mà chúng ta lớn tuổi chúng ta té, trời ơi khổ lắm. Tối thiệt té chẳng thà té lúc trẻ chứ lớn tuổi chúng ta sẽ mệt. Nhưng mà thật sự khổ một cái lúc là còn trẻ chúng ta không té. Khi nào chúng ta lớn tuổi thì chúng ta dễ té hơn thì rối loạn tiền đình ở người lớn tuổi và té ngã là những cái chủ đề rất là quan trọng Với việc cần phải chăm sóc à, và cái chữa đầu tiên của rối loạn tiền đình là làm việc rất là chậm amen uhm, đó cử động rất là chậm được đừng, đừng có lắc lắc, lắc nhanh quá đừng, cái tiền đình chúng ta chịu không nổi chúng ta sẽ bị chóng mặt liền chúng ta cứ làm từ từ chậm quý vị nha thì đó là một vài câu hỏi trong chương trình ngày hôm nay à, và tôi có nói ở những câu hỏi quý vị ở đây ví dụ viêm da tiết bã thì tôi cũng giải giải thích trên YouTube luôn. À, và rất là nhiều câu hỏi quý vị ở đây à, là tôi có trả lời trên kênh YouTube rồi. Quý vị có xem lại và search cái chủ đề đó, tôi làm 510 mười mấy cái video thành ra quý vị nào mà nghe hết à đó tự Win này chắc khỏi đi khám bác sĩ luôn tại vì đa số những chủ đề à, của tôi nói là quý vị gặp hàng ngày hết. Đã có những người Tôi gặp họ nói là bây giờ họ không cần đi gặp bác sĩ nữa, họ chỉ ngồi nghỉ nhà nghe tôi nói chuyện thôi cũng từ từ cũng hiểu hết bệnh rồi, dùng cái kiến thức đó để tìm hiểu thêm thì thấy nó mắc xem nó có lý cái từ từ cái cuối cùng họ rất thích và họ tự chăm sóc sức khỏe của mình luôn. Thì tôi nghĩ đó là một trong những cái niềm vui mà khiến tôi trong cái ngày cuối tuần như thế này vẫn cố gắng dành một chút xíu thời gian để trả lời quý vị và hy vọng là những cái câu trả lời này giúp cho quý vị cảm thấy cuộc sống thú vị hơn, tìm hiểu hơn về sức khỏe của mình tôi nói thật có một thứ mà quý vị nên dành thời gian tìm hiểu đó là cơ thể quý vị đó là cái người mà đi hết cả đời này của quý vị thằng này chúng ta hiểu về cơ thể của mình chúng ta nâng niu chúng ta chăm sóc cơ thể của mình để chúng ta có một cuộc sống khỏe hơn quý vị nhé và tôi chúc quý vị một cái buổi cuối tuần tại california thật là yên bình à, một cuối tuần tại michigan à, ngủ ngon ngủ ngoan và tại new york cũng như vậy một buổi sáng cuối tuần tại việt nam thể dục quý vị nhé và chúng ta sẽ tiếp tục gặp lại trong những chương trình lần sau nói chuyện về sức khỏe cảm ơn quý vị